Xin chào anh em nhé. Ngày hôm nay là ngày 20 tháng 10 và Mr. Cường đây có bó hoa để gửi tặng tất cả khách hàng nữ của 6 âm thanh. Xin chúc các bà, các chị, các cô, các mẹ, các bạn nữ là thật nhiều sức khỏe, ngày càng xinh đẹp và kiếm được thật nhiều tiền. Đấy. Hôm nay ở đây thì sẽ làm clip khá thú vị, đó là một clip so sánh giữa hai sản phẩm. Thời gian qua thì em lên sóng với các bác con súp CF2+15. Thì như bác hỏi là nó có cái gì mà tại sao giá lại cao hơn là con súp DB15S. Thì ngày hôm nay em sẽ làm một clip để so sánh trực tiếp đến các bác về chất âm của hai con súp này, và xem rằng là súp xịn hơn thì nó hơn nhau ở cái điểm gì, hay là nó chỉ là cao tiền hơn thôi, còn đâu thì nó cũng như nhau, đúng không ạ? Ok, hôm nay thì đồng hành với chúng ta sẽ có Mr. Cường. Đấy, anh Cường đẹp trai. Cầm bó hoa tặng đi anh. Ấy, bó hoa này là ông này ông mang cái tặng người yêu, nhưng mà hôm qua là chắc là không thành công nên mang về đây. Ok, đầu tiên là con súp DB115M. Thì đây là một dòng súp em đã nói rất nhiều rồi, giới thiệu rất nhiều, cũng lắp rất nhiều rồi. Tầm giá của nó là 6.500.000 đồng. Còn với dòng súp CF2+15 thì đây là một dòng súp mà như em nói là phân khúc cao cấp nhất của CF. Và bên hãng thì họ chuyên mang đi lắp phòng trà này, lắp bar này, lắp bắp lao, hoặc là những cái bộ VIP đấy, áp lực rất là mạnh. Thì đầu tiên chúng ta sẽ so sánh dựa trên là nhiều yếu tố như là giá thành này, về kích thước ngoại hình này, về chất âm này, và về một số cái nữa. Đầu tiên thì về giá, em nhắc lại là con súp DB15S hiện tại đang có mức giá là 6.500.000 đồng. Đây, bên tay phải các bác đây. Còn bên tay trái các bác đây là con súp CF2+ hiện tại đang có mức giá là 11 triệu, anh em nhé. Còn về kích thước thì anh Cường có thể đo cho em được không? Trực quan thì có thể thấy là cái con súp CF này là nó sẽ cao hơn rồi. Còn độ sâu thì em chưa biết. Anh đo qua kích thước để các bác biết đi. Ngang là 47. Rồi từ từ, đo hai con đi, 47. Con kia bao nhiêu? Con này là 47. Bằng nhau đúng không? Tức là chiều ngang bằng nhau, chiều cao thì sao? Cao là 60. 60 này. Con này là cao hơn 70. À, tức là cái con CF2+ này cao hơn con kia 10 phân. Còn chiều sâu thì sao? 59 đây là 50. À rồi, tức là cũng tranh tranh nhau tầm đấy đúng không? Thì cái kích thước thùng cũng rất quan trọng các anh nhá. Ở một cái súp ấy thì nó chỉ cấu tạo bởi hai phần thôi. Một là phần cấu tạo thùng và vỏ gỗ. Cái thứ hai đó là cái phần củ bát ở bên trong. Đấy, cái súp thì là một cái mà làm nó cũng rất dễ, nhưng mà để ra chất âm hay cũng rất khó. Điểm qua một chút về thông số của hai con này. Đầu tiên là với con DB15S thì nó công suất của nó là 500W ở chiều kháng 8 ohm. Độ nhạy rất cao là 99 dB. Và cái giải tần của nó thì là từ 38Hz cho đến là 200Hz. Còn đối với dòng CF thì sao ạ? CF thì công suất và độ nhạy thì tương tự với dòng DB, vẫn là 500W và độ nhạy là 99 dB. Nhưng mà cái giải tần của nó thì nó lại rộng hơn là dòng DB một chút. Đó là từ 40Hz cho đến là 300Hz. Và hai con này thì nó đều sử dụng là từ A2 coil 100. Tức là nó sử dụng những cái củ bát côn từ rất là lớn. Và với dòng này thì các bác có thể sử dụng trong những cái diện tích phòng khoảng tầm từ 40 mét đổ lại, đánh sẽ rất là căng. Bây giờ thì em sẽ mở và test đến các bác thực tế chất âm của từng con súp một. Em sẽ mở một bài nhạc và mời các bác hãy thưởng thức chất âm của con DB trước nhá. Sau đó thì em sẽ mở con CF. Bây giờ thực tế sẽ test đến các bác nghe chất âm của hai con nhé. Đầu tiên thì em sẽ mở một bản nhạc và test với con DB này trước này. Sau đấy thì em sẽ test với con CF để xem là cái tiếng khác nhau như nào. Thực tế thì em cũng chưa từng là mang hai con ra để so sánh, nhưng mà mình cũng có cái cảm nhận riêng của mình thôi. Bây giờ sẽ thực tế luôn, lên nhạc đi anh. Rồi, lên súp đi. Wow.
Không biết rằng là khi các bác nghe qua điện thoại ấy, thì các bác có nghe rõ không? Nhưng mà ở đây thì em nghe và em đánh giá được hai dòng này khá là rõ. Đây là hai dòng súp mà nó sinh ra nhằm cho hai mục đích khác nhau. Đầu tiên là dòng DB này này, thì các kỹ sư thiết kế để dùng đa phần trong gia đình các bác nhá. Còn dòng CF như em nói rồi là đa phần sử dụng ở những không gian lớn, rộng như là phòng trà này, bar này, pub để lao này. Đây là cái tiếng ấy của con súp DB, nó mềm và nó tròn. Còn đối với dòng CF thì là nó đánh lực hơn. Đấy, nó áp lực, nó có vẻ đánh nó phê hơn. Nhưng mà để mà nói tiếng nó sâu hơn, mềm hơn thì là cái con DB. Thì hai con này, một con thì nó sử dụng trong những không gian nhỏ là con DB. Đấy là tiếng nó mềm. Thì là tiếng mềm thì lại không gửi đi xa được các bác nhé. Còn đâu những dòng tiếng cứng mà áp lực như con CF này thì nó sẽ phục vụ tốt hơn được trong những không gian rộng. Đó, đó là hai con súp này. Và cũng có một cái chủ đề nữa muốn chia sẻ đến các bác luôn trong video này. Đó là một số anh em bảo là súp đánh tức ngực là súp không hay. Thì em nói luôn, đấy là một cái câu nói mà nó giống như kiểu là thầy bói xem voi vậy. Mình chỉ đứng một góc thôi nhưng mình đánh giá cả một con voi. Đấy, các bác cứ thử là đi vào bar, vào pub, đặc biệt là những bar ở Việt Nam các bác nhá. Những bar ở nước ngoài ấy, thì là cái tiêu chuẩn DB họ đánh, decibel ấy họ đánh sẽ thấp hơn. Thường thường là 110 decibel thôi, nhưng những cái bar ở Hà Nội thì đánh rất căng. Đặc biệt là những cái nút mà buổi tối tầm khoảng 11, 12 giờ ấy ạ. Thì em đã từng đo là họ đánh lên đến 120 decibel. Tức là đánh rất là lực. Mà súp ở đó thì toàn sử dụng hệ thống súp của Martin của Anh, rất là xịn rồi, súp top đầu rồi. Nên là không thể bảo là súp Martin là súp đều được. Nhưng mà vào đấy thì vẫn rất là phê, và đánh thì nó vẫn tức ngực bình thường các bác nhá. Nên là một số anh em bảo là súp đánh tức ngực là súp không hay, thì nó cũng như giống việc là thầy bói xem voi thôi, sờ vào cái chân vào đây đấy cột đình thôi. Đấy, ok. Và hai con này thì nếu như các bác mà dùng gia đình, phòng nhỏ thì các bác lựa cho em là con súp DB. Còn nếu như các bác mà muốn sử dụng cho những phòng lớn, diện tích ít nhất khoảng tầm 50m này, hoặc là phòng trà, như hôm trước em mới lắp ở quán là Cua Đồng ấy, thì các bác nên sử dụng cái dòng súp mà tiếng nó lực, nó cứng, nó gửi được đi xa, như là dòng CF ở đây. Ok, vừa rồi thì em vừa so sánh với các bác hai dòng súp rất hay, Bát 40 của DB Acoustic và CF Audio. Và nếu như các bác mà thích con nào thì các bác alo sóng thanh nhá. Bên em sẽ hỗ trợ tư vấn các bác làm sao để các bác lựa chọn được sản phẩm phù hợp nhất với gia đình của chúng ta. Ok, bây giờ xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác trong những clip tiếp theo. Và anh em nào ở đây có những cái chủ đề nào mà muốn bên em làm video ấy, thì các bác hãy để lại những cái nhận xét ở phía dưới. Em sẽ tổng hợp lại và làm clip để gửi đến các bác nhá. Ok, chào các bác.